Chào mừng quý vị đến và quay trở lại với Con Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Con Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Con Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Tiết lộ bí ẩn cuộc đời người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, thất quần chi dương, 5 năm tới bất ngờ thần tài ban lộc, giàu hơn chúng số, đổi vận giàu sang, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị. Chào mừng quý vị đến và quay trở lại đồng hành với Con Số May Mắn trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp ngày hôm nay. Kính chúc quý vị nhiều may mắn, tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, trong cõi nhân sinh vô thường này, nghèo khó hay giàu sang chính là một loại thử thách của tạo hóa. Và trong cuộc đời hẳn bạn cũng từng trải qua cảm giác nghèo khó túng quẫn và chả biết bám víu vào đâu. Nhiều lúc trong túi không có nổi một đồng để mua cho con cháu gói bánh. Nếu có ai nói mình, chê mình nghèo, ta cũng chỉ biết cười trừ và cúi đầu bước qua, rồi đêm về ta nằm ôm gối ngủ mà thấy trong lòng rất buồn. Nhưng không, đó không phải là con giáp được tử vi nhắc tới trong ngày hôm nay. Theo bậc thầy tử vi hàng đầu phương Đông cho biết, 5 năm tới có một chòm sao đại cát tinh bất ngờ xuất hiện, chiếu thẳng đầu tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, nên nhận được tài lộc từ kho của thần tài, tiền tỷ rơi thẳng tay, sự nghiệp thăng tiến trả sạch nợ nần, sống tầm đại gia, mua nhà lầu, sắm xe sang, móc cạn ví thần tài. Vậy vận trình cụ thể của tuổi này ra sao? Họ làm thế nào mà nhận được cơ may có 102 này? Quý vị hãy cùng chiêm nghiệm hết luận giải ngay sau đây. Dưới đây là vận trình tử vi chi tiết, diễn biến cuộc đời của người tuổi Đinh Mùi trong 5 năm tới. Những thăng trầm cát khí diễn biến khác nhau qua từng phương diện, đồng thời cũng có những cách hóa giải biến hung thành cát. Xin mời quý vị cùng chiêm nghiệm lá số tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Trong 5 năm tới được giới tử vi luận giải gồm có: 1. Đặc trưng phân biệt người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong hệ tử vi đầu số. 2. Tổng quan cuộc đời người tuổi Đinh Mùi. 3. Tiết lộ chi tiết vận trình tử vi thông qua các phương diện sự nghiệp tài lộc, tình duyên sức khỏe, vận mệnh ngày sinh, vận mệnh tháng sinh và diễn biến theo từng năm tuổi trong 5 năm tới. 4. Lời Phật dạy và giá trị cuộc sống, cụ thể tử vi chi tiết. 1. Đặc trưng phân biệt người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong hệ tử vi đầu số. Đinh Mùi hay còn được gọi với tên khác là Thất Quần Chi Dương, tức là con dê lạc 7, năm sinh dương lịch từ mùng 9 tháng 2 năm 1967 tới 28 tháng 1 năm 1968. Năm sinh âm lịch, Đinh Mùi, thiên can đinh, tương hợp với nhâm, tương hình với tân, quý, địa chi mùi, tam hợp là hợi, mão, mùi, tứ hành xung là thìn, tuất, sửu, mùi, mạng thiên hà thủy, tức là nước sông thiên hà, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế, xương con dê tướng tinh con rồng, cậu tài cậu quý độ mạng, đinh mùi với lạp âm hành thủy, do can đinh ghép với chi mùi, hỏa sinh nhập thổ, bằng can sinh chi. Tuổi con dê là lứa tuổi có căn bản, thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Nếu ngày sinh có hàng can, mộ, kỷ, sinh giờ sửu, mùi, còn được hưởng phúc lớn của dòng họ. Sinh vào hai mùa thu và đông là thuận mùa sinh. Đinh Mùi thuộc mẫu người điềm đạm, nhân hậu, tiếng nói thanh nhã, rất mẫn cảm, thích an phận, thủ thường, không muốn đảm trách đại sự, cẩn thận và tỉ mỉ trong cách xử lý công việc. Tuy nhiên thì đôi khi quá cẩn thận và do dự nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong tầm tay. Tính tình lương thiện, mềm mỏng, nhiều khả năng thuyết phục nên dễ thu phục nhân tâm. Đặc trưng cơ bản nhất của những người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 thuộc mệnh Thiên, Hạ, Thủy, đó là sự thông minh, trí tuệ, vì trong ngũ đức hành thủy
chủ trí tuệ. Nước mưa hay diễn đạt một cách bóng bẩy là nước thiên hà, là sự kết tinh của hành thủy. 2. Đánh giá tổng quan tuổi Đinh Mùi. Sinh năm 1967 có thể nói người tuổi Đinh Mùi là người rất trọng, nghĩa khí coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không toan tính được mất ra sao, chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc. Ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều, nên cẩn trọng khi mà tính chuyện hợp tác làm ăn cùng người khác. Ở phương diện sự nghiệp, nếu trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển thêm về phương diện khác mà gặp phải khó khăn thì bạn chớ nản chí, cần phải kiên trì thì mới có được thành công, nên hướng phát triển ra ngoài. Nếu gặp khó khăn thì có thể xin sự trợ giúp của anh em, bạn bè. Nếu có thể tìm được người cùng chí hướng thì vẫn có thể tính chuyện hợp tác, làm ăn, sự nghiệp hanh thông, mọi sự cát lành, thuận lợi. Tuy nhiên, khối lượng công việc khá lớn, áp lực cũng nhiều, song điều may mắn được quý nhân tương trợ, đồng nghiệp giúp sức nên cuối cùng cũng hoàn thành được công việc một cách ổn thỏa. Quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp của tuổi Đinh Mùi rất tốt. Tuy bản tính có đôi chút cố chấp, nhưng trước bạn bè, họ vẫn lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Trên phương diện tài lộc, vận trình của người tuổi Đinh Mùi không được tốt lắm về đường tài lộc, song cũng chớ nên quá lo lắng. Dù điều kiện kinh tế không được bằng người, nhưng tất sẽ được quý nhân tương trợ có một khoản tiền về tay. Ngoài ra, bản mệnh nên xem xét, không mua những đồ có giá trị hoặc đầu tư tiền bạc vào bất động sản. Nguy cơ hao tài, tốn của sẽ giảm bớt phần nào. Về tình duyên, vận đào hoa của người tuổi Đinh Mùi kháng phượng, dù là nam hay nữ cũng đều có sức quyến rũ rất lớn với người khác phái. Dù là người độc thân cũng sẽ có không ít người theo đuổi, chỉ là bản thân quyết định khi nào tiến tới mối quan hệ sâu sắc hơn bạn thôi. Nếu người này có ý định theo đuổi người khác thì tự khắc sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Về sức khỏe, người tuổi này nên chú ý giữ gìn khi mùa đông tới, tiết trở lạnh lẽo có thể khiến bạn dễ sinh nhiều bệnh tật trong cuộc sống hàng ngày. Cũng cần phải chú ý tới chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, sao cho hợp lý và khoa học vào các mùa khác trong năm thì sức khỏe không có gì đáng ngại. 3. Tiết lộ chi tiết vận trình tử vi thông qua các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, vận mệnh ngày sinh, vận mệnh tháng sinh và diễn biến theo từng năm tuổi trong 5 năm tới. Về sự nghiệp, đối với những người tuổi Đinh Mùi thì quyền lực và địa vị không quan trọng. Họ thích làm một phần của tập thể hơn, nhưng sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo nếu được yêu cầu trực tiếp. Tuy nhiên, họ lại chẳng bao giờ xung phong làm thế. Biết cách tạo môi trường làm việc hài hòa là ưu điểm của người tuổi Đinh Mùi, và vì thế, họ thừa nhận được sự giúp đỡ từ đồng nghiệp. Không chỉ có tài tổng hợp, họ còn là người có đầu óc phân tích, luôn biết cách nhìn nhận vấn đề, sự việc một cách tỉ mỉ. Đây là một ưu điểm mà không phải ai cũng có được. Doanh nhân tuổi Đinh Mùi thiếu sự quyết đoán nên thường để cơ hội vụt khỏi tay. Tuy nhiên, với trí thông minh và sự khéo léo thiên bẩm của mình, họ vẫn có thể tạo nên nhiều thành công đáng khâm phục. Trong kinh doanh, họ không quá chặt chẽ, dễ tin người cũng là nét tính cách dễ thấy nhất ở những người tuổi Đinh Mùi. Trong cuộc sống hay làm ăn kinh doanh, không ít lần họ bị kẻ xấu lừa gạt. Lời khuyên cho họ là nên tránh đảm nhiệm những công việc cần có sự can thiệp của nhiều người, nhất là công việc đầu tư tiền tệ. Tuy nhiên, nếu được sự bảo trợ của một ai đó thì họ rất dễ thành công với hoạt động đầu tư bất động sản hoặc chứng khoán. Xét một cách toàn diện, cuộc sống tuổi Đinh Mùi thường bình lặng, ổn định. Tuy không phải ai cũng có thể trở nên giàu có, nhưng ít người tuổi Đinh Mùi phải vất vả, lo lắng với việc mưu sinh. Con đường sự nghiệp của họ phát triển khá ổn định và vững chắc. Nếu bạn sinh năm Mùi, thì tuổi thơ và hậu vận của bạn thường gặp may mắn, nhưng thời thanh niên và trung niên sẽ xuất hiện nhiều sóng gió. Tuy nhiên thì bạn cũng rất lãng mạn và có nhiều kỷ niệm lãng mạn vì tính cách và khí chất của bạn khá đặc biệt. Như vậy, tính cách và khí chất này có sự ảnh hưởng rất lớn tới vận mệnh bản thân bạn. Nói chung, khi còn nhỏ, bạn sống trong môi trường phẳng lặng,
yên ổn. Vì thế bạn luôn nghĩ về thời niên thiếu hoài niệm, về những giây phút hạnh phúc. Bạn luôn hy vọng mình sẽ mãi không lớn lên. Bước vào thời thanh niên là thời kỳ quan trọng của đời bạn. Lúc này có nhiều vấn đề xuất hiện khiến bạn lo lắng, phiền lòng. Sau đó là thời kỳ trung niên, bạn cũng có những sóng gió như vậy. Đặc biệt là với tính cách quá lãng mạn, nó đem tới cho bạn nhiều phiền muộn về mặt tình cảm. Thế nhưng hậu phận của bạn lại rất hạnh phúc. Tóm lại, cuộc đời của bạn sẽ không có phiền muộn lớn về kinh tế, nhưng không phải bạn là triệu phú giàu có để có thể bình thản, ổn định bước vào cuộc sống. Về mặt kinh tế, bạn đầy đủ nhưng không sung túc, theo tính cách của bạn. Nếu bạn chuyên tâm vào sự nghiệp thì từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ, từ con số không thành một doanh nghiệp lớn. Hơn nữa, bạn còn có suy nghĩ tinh tế, tài năng khác thường. Nếu biết sử dụng hết mọi ưu thế thì sẽ thu hoạch được rất lớn. Tuy nhiên, nguồn gốc tài sản của bạn có thể không chắc chắn. Nên nhớ, lỗi lầm của con người không thể tránh được và vì bạn quá tin bạn bè nên dễ bị lừa. Bởi vậy, tránh không nên vì nghĩa mà đảm bảo cho người khác, ví dụ như người đầu tư tiền tệ. Việc đầu cơ tuyệt đối không làm thế nhưng những vụ đầu tư bất động sản bảo đảm an toàn hay những người nhập trái phiếu thì có thể. Đây mới là phương pháp tích lũy tiền của thông minh nhất. Về tài lộc, người tuổi Đinh Mùi, một đời không phải gặp lo lắng về kinh tế. Thời trẻ, cuộc sống sung túc, những người này có khuyết điểm là thích dùng đồ cao cấp, rộng lượng với bạn bè nên tiền bạc trôi đi rất nhanh. Người tuổi Đinh Mùi không phải là tỷ phú nhưng luôn có cuộc sống ổn định, đầy đủ. Nếu người này chuyên tâm làm việc thì tay trắng gây dựng cơ đồ. Nếu người tuổi Đinh Mùi một lòng tìm niềm vui trong công việc, kiếm tiền, không suy nghĩ tới thất thoát thì khó mà có tâm lý ổn định, đối diện với thử thách. Vận tài lộc của người tuổi Đinh Mùi khá ổn định, bản mệnh có thể hy vọng vào sự nghiệp biến hóa tốt đẹp mà thúc đẩy đường tài lộc vào giữa năm. Dù là người làm nghề gì thì bạn đều có thể tin tưởng vào đồng nghiệp hoặc là bạn hợp tác làm ăn. Một cây làm chẳng lên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh sẽ giúp bạn rất nhiều trong công việc. Tuy vậy, có khá nhiều cạm bẫy ẩn giấu, lĩnh vực mới phát triển chưa chắc đã thành công hay đem về cho mình lợi nhuận, nên bạn vẫn phải chuẩn bị một phần tích trữ, phòng trường hợp phá tài phát sinh. Và sự nghiệp của bạn có nhiều biến động như thay đổi chỗ làm hoặc phải chi tiêu thêm tiền, song tích trữ luôn là yêu cầu số 1 cho bản mệnh. Đường chính tài vẫn là con đường quan trọng, lại thêm văn xương tinh trợ lực, nên bản mệnh phải dựa vào sự nỗ lực của mình thì mới mở ra đường phát triển tiền bạc mới. Một bộ phận tuổi Đinh Mùi chịu sự ảnh hưởng từ hung tinh nên sa trạch chịu xung đột lớn, nhờ người nhà tới giúp đỡ nên sẽ vượt qua được khó khăn về phá tài. Về tình duyên, vốn tính thận trọng, người sinh năm Mùi thường suy nghĩ trước khi hành động và cố gắng không làm tổn thương người khác. Trường hợp vô tình gây ra rắc rối, họ sẽ không ngại ngần bước lên sửa sai. Đặc điểm này giúp họ duy trì được các mối quan hệ tốt lành và đối phó được với những thăng trầm trong cuộc sống. Người tuổi Đinh Mùi không thích sự cô đơn, nhưng đôi khi do quá nhút nhát, họ không dám bày tỏ tình cảm của mình và có thể bỏ lỡ những cơ hội tốt. Họ ngại không muốn tự mình làm quen với người lạ và thường xây dựng các mối quan hệ tình cảm thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Tuy nhiên, họ cũng không thích bị cưỡng ép trong các mối quan hệ. Người tuổi này có thể trở thành những người bạn tình lãng mạn, tốt bụng, chân thật và tình cảm. Họ sẽ dâng hiến trọn vẹn cho người mình chọn và sẽ làm mọi điều để duy trì mối quan hệ ổn định, hạnh phúc. Tuổi Đinh Mùi cần một người bạn đời đủ tin cậy, biết hỗ trợ, quan tâm để củng cố sự tự tin của mình, hết sức ngọt ngào. Họ có nhu cầu được cảm nhận sự an toàn trong tình yêu, và việc bạn đời cư xử một cách bất định sẽ khiến cho người tuổi này cảm thấy không yên tâm về bản thân. Tuổi Đinh Mùi xem trọng các mối quan hệ gia đình và sẽ làm tất cả để duy trì chúng. Bản năng làm cha mẹ ở họ rất rõ ràng, và họ thường nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của mình. Họ quan tâm, chăm sóc và yêu thương con cái, cảm thấy đặc biệt dễ chịu khi được ở trong tổ ấm của mình. Về sức khỏe, tuổi Đinh Mùi ngũ hành thuộc thổ, mà hành thổ đại diện cho tỳ vị, nên người này sẽ gặp vấn đề về tiêu hóa như đau bụng, chướng bụng,
ăn không tiêu, đau dạ dày, đau đại tràng, phù thũng. Đặc biệt, người này yêu thích ăn uống và không kén chọn nhiều, nên lại càng hay có vấn đề về phần này. Người tuổi Đinh Mùi, vốn tư chất thông minh hơn người, lanh lợi, linh hoạt, biết tùy thời cơ ứng biến. Họ là những người hiểu sự đời, nhìn thấu lý lẽ ẩn giấu bên trong, biết cách để tạo mối quan hệ với mọi người, cũng biết làm thế nào để phát huy thế mạnh của mình. Với tài năng như vậy, có lẽ nhiều người đều tưởng rằng người tuổi Đinh Mùi vận mệnh vô cùng tốt đẹp, nhưng đâu phải năm sinh quyết định tất cả. Còn nhiều yếu tố khác định đoạt vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi. Sau đây kênh Tử Vi sẽ dựa vào tháng sinh âm lịch để luận đoán tử vi cho người tuổi Đinh Mùi trong 5 năm tới. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 1 âm lịch, người sinh tháng này rơi vào tiết lập xuân. Người tuổi Đinh Mùi sinh tháng này được hưởng linh khí của đất trời, thông minh, hoạt bát, là người tài hoa, có nhiều tài năng về nghệ thuật. Có điều số phận người này không được tổ tiên phù trợ nhiều, cũng không có sự hỗ trợ từ cha mẹ, anh em, phải dựa vào chính sách mình để lập nghiệp. Người sinh tháng riêng này có lý tưởng cao xa, có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, mong muốn đạt được nhiều thành công, bản mệnh. Là người có tài, lại có ý chí nên cũng đạt được những bước tiến lớn trong công danh. Sự nghiệp, thu hoạch chẳng hề nhỏ chút nào. Tinh thần thanh cao, sống ngay thẳng, trung thực, hiếm khi làm chuyện gì trái với lương tâm. Đường nhân duyên của người này rất tốt, được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Sinh tháng 2 âm lịch, xem vận mệnh người tuổi Đinh Mùi theo tháng sinh âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết kinh chập. Người tuổi Đinh Mùi sinh vào thời điểm này trong năm, tính tình hòa nhã, ấm áp, cũng là người giỏi ngoại giao, có đường nhân duyên rất tốt. Sinh vào tháng 2 âm lịch, người tuổi Đinh Mùi dễ được quý nhân giúp đỡ về nhiều mặt trong cuộc sống. Ở nhà có cha mẹ, anh em tương trợ, ra ngoài được bạn bè nâng đỡ, dường như con giáp này gặp rất nhiều điều may mắn và thuận lợi, cũng chẳng lo bị dồn tới bước đường cùng bởi khó khăn. Có được điều đó cũng là nhờ bản mệnh thường ngày thân thiện, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người. Đây là lẽ nhân quả thường thấy. Đường tài lộc của tuổi này trải dài khắp bốn phương, thu nhập đến từ nhiều nguồn, tài lộc dồi dào, không bút nào tả xiết. Nếu đi theo con đường chính trị, ngoại giao, thì tài năng của tuổi Đinh Mùi sẽ được phát huy cao độ, dễ dàng, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp cũng như lập nên những thành tựu lớn. Sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là lúc vào tiết thanh minh. Người tuổi Đinh Mùi sinh vào tháng này, nhờ thế mà đầu óc tinh anh, lanh lợi, thông minh hơn, người nhân duyên cũng rất tốt. Họ may mắn được người thân giúp đỡ nhiều, cũng được bạn bè quý mến. Vợ phận quý nhân, cuộc đời hạnh phúc, an lạc, không phải chạy qua biến cố gì lớn, cũng không phải vượt qua đại hạn gì, có thể thu nạp tài lộc từ khắp bốn phương. Dù là nam hay nữ mệnh, thì người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 3 âm lịch cũng đều có trí tuệ hơn người, có sự mẫn cảm cao, phong cách cao sang, tính tình thẳng thắn, sức khỏe cũng tốt. Họ là người dễ dàng lấy được thiện cảm từ phía người đối diện. Mạng lưới quan hệ xã hội tốt, có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp nhờ có điều này. Danh lợi song toàn, tiền bạc dư dôi. Sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ. Xem tử vi phương Đông thì người tuổi Đinh Mùi sinh vào thời điểm này. Trong năm, cuộc đời nhiều biến động, sự nghiệp thăng trầm khi lên khi xuống, khó về ổn định. Tuy nhiên, người này lại có ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất, cho dù đứng trước khó khăn thì cũng không hề nao núng. Dù có phải đối mặt với thách thức lớn thế nào, thì cũng không để nó đánh gục mình mà vẫn kiên trì phấn đấu. Nhờ thế mà giành được nhiều thành công vang dội. Sinh vào tháng 4 âm lịch, số phận đã định làm nghề này, tiền vận phải chịu nhục cực khổ. Song từ trung vận trở đi thì chuyển mình, cuộc đời vinh hoa phú quý chờ đợi phía sau. Tuy nhiên, họ phải trải qua nhiều bước thăng trầm, khi được bao người tung hô, khi lại chẳng có ai bên cạnh. Sau nhờ vào tinh thần chiến đấu bất khuất, tuổi Đinh Mùi sinh tháng 4 âm lịch sẽ chiến thắng hết thể những rào cản phía trước. Họ cũng có được cuộc sống hạnh phúc cho mình, với hôn nhân bền vững, con cháu thành đạt, cuộc đời về sau sung túc, ấm no. Bản mệnh luôn nhắc nhở mình không ngừng phấn đấu, có lòng tin vững chắc vào tương lai phía trước.
sinh tháng năm âm lịch. Tháng năm âm là tiết băng trùng. Người tuổi Đinh Mùi sinh tháng này có ý chí kiên cường, tài hoa xuất chúng, có thể trở thành người đứng đầu. Thời loạn thì làm đại tướng quân, thời bình làm Trang Tuấn Kiệt, nhận được sự ngưỡng vọng, ủng hộ của rất nhiều người. Tuổi đi mùi sinh vào tháng năm âm lịch, được hưởng sự trợ giúp rất nhiều từ phía gia đình. Ngày còn thơ bé, có cha mẹ, anh em, tới khi lớn lên có bạn đời là hậu phương vững chắc, giúp bản mệnh không ngừng tiến bước trên con đường công danh, sự nghiệp, và lập nên nhiều thành tích lẫy lừng, có tài, có chí, lại được quý nhân ở bên tương trợ, bản mệnh thuận lợi, đạt được những mục tiêu trong cuộc sống, hạnh phúc và lạc quan vô cùng. Cuộc đời người này may mắn không phải trải qua đại nạn gì, có thể nói tài lộc, công danh, lợi lộc chẳng bao giờ thiếu. Tuy nhiên, một trong những khuyết điểm của tuổi này chính là tiếng tình nóng nảy, dễ gây chuyện bốc đồng, dốc nổi, cần phải cố gắng cải thiện điều này thì thành công có được sẽ càng dễ dàng hơn. Sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết tiểu thử, người sinh vào tháng này có tính tình ngay thẳng, hoạt ngôn lanh lợi, lúc nào cũng tràn đầy lòng nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi tháng sinh. Con giáp sinh tháng 6 âm lịch này là người dũng cảm, gan dạ, chẳng hề nao núng trước bất cứ điều gì. Họ tài trí hơn, người dễ dàng giành được lòng tin cũng như sự ngưỡng mộ, yêu quý từ những người xung quanh. Tâm hồn hướng thiện, trái tim bao dung, họ hiếm khi là mất lòng ai, là bậc thầy về cách đối nhân xử thế. Trên đường sự nghiệp, tuổi Đinh Mùi sinh tháng 6 âm lịch có nhiều bạn bè giúp đỡ, được quý nhân tương trợ, nhờ thế mà tìm được nhiều cơ hội để phát triển, cũng giành được nhiều thành công trong công việc. Người này trung thực, ngay thẳng, rất ghét chuyện gian dối, thấy chuyện bất bình chẳng tha, mà gặp người hoạn nạn tất đưa tay cứu giúp, nhân duyên nhờ thế mà cũng được thêm phần tốt đẹp. Họ sống thanh cao, chẳng màng tới những tranh đua trong cuộc đời, nhưng nhờ thế mà được cuộc đời ưu ái, tặng cho nhiều món quà. Cuộc sống, hôn nhân, gia đình của tuổi này rất hạnh phúc, gia đạo an yên, mà tài lộc cũng sung túc, tiền bạc thi nhau đổ về nhà. Sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là thiết lập thu người tuổi Đinh Mùi. Sinh tháng 7 âm lịch này thông minh, tài giỏi, có dũng, có mưu, ý chí kiên cường, khí khái ngất trời, nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, nữ nhi cũng chẳng thua kém mấy phần. Có tinh thần kiên định, dám nghĩ, dám làm, đã muốn gì là bản mệnh sẽ cố gắng hết sức để làm cho bằng được. Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi sinh tháng này cho thấy, càng trải qua khó khăn, gian khổ thì bản mệnh lại càng có được thành công vang dội, tài hoa và trí tuệ. Số bạn khác biệt với mọi người, có thể trở thành người lãnh đạo mà ai đấy cũng phải ngưỡng mộ và thán phục. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 7 âm lịch thì sự nghiệp khó tránh khỏi thăng trầm, có không ít lần tưởng chừng thành công thì lại vấp ngã. Song bản mệnh không vì thế mà bỏ cuộc, ngược lại càng thêm kiên cường hơn, tự mình rút ra kinh nghiệm và rèn luyện bản thân thành đấu sĩ bất khả chiến bại, đứng dậy ngay từ nơi mình ngã xuống, thoát khỏi những thất bại đau đớn mà lập nên thành công vang dội. Có phúc tướng, bản mệnh được hưởng phúc trời ban như ý, cát tường đã vượng lại càng thêm vượng, dù nay bại thì may tất thành. Sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm trong năm là tiết bạch lộ. Sinh vào tháng này, người tuổi Đinh Mùi thông minh nhưng phận bạc, tiền vận không được tốt cho lắm. Tổ nghiệp cha ông để lại không nhiều, cũng chẳng được cha mẹ, anh em giúp đỡ là bao. May mắn là sau này ra đời có bạn bè, quý nhân tương trợ, cứu thoát bao lần hỏi cửa ải nguy nan, sự nghiệp nhờ thế mà thuận buồm xuôi gió. Xem vận mệnh người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 8 âm lịch này, những khó khăn thời tiền vận sẽ chấm dứt khi bước vào thời kỳ trung vận. Gia đạo hưng thịnh, phúc lộc có thừa, thời trẻ, tuy thông minh nhưng bản mệnh có phần nghịch ngợm, lơ là việc học hành nên thành tích không được tốt lắm. Mãi tới sau này khi đã ngoài 10 tuổi mới bắt đầu dần dần đi vào nền nếp và chú ý tới đường học, thông minh lại có ý chí đi đúng đường nên chẳng mấy mà tiến bộ, không ngừng đạt nhiều thành tích. Khi đi làm, người này dễ dàng giành được vị trí mình mong muốn, được bao người ngưỡng vọng, bạn bè xung quanh chính là quý nhân. Nhờ có bạn bè mà bản mệnh nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp của mình.
xem tử vi chọn đời thì thấy rằng người tuổi Đinh Mùi, sinh tháng 8 âm lịch, cuộc đời phải trải qua nhiều điều trắc trở, không ít điều hung hiểm bùa vây. Điều cần chú ý nhất chính là đề phòng tiểu nhân hãm hại, thị phi đeo bám, cần thận trọng giữ mình, tránh gây thù, kết oán, cũng chớ làm những chuyện bốc đồng để tiểu nhân lợi dụng. Cũng may tuổi Đinh Mùi phúc lớn, mạng lớn, dù phải đối mặt với bao cửa ải nguy nan, nhưng đều thuận lợi, vượt qua ý chí hơn người, tinh thần độc lập cao, liêm chính ngay thẳng, làm điều tốt ắt được trời ban phúc. Sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết hẳn độ. Sinh vào thời điểm này, trong năm, người tuổi Đinh Mùi phải chịu khá nhiều vất vả, khổ cực trong đời. Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi, sinh tháng 9 âm lịch, định sẵn người này khó nâng nhờ được phúc của lục thân, ra đời cũng kém may mắn, hiếm khi được quý nhân nâng đỡ, phù trợ cho vượt ải gian nan, tài năng nhưng không gặp thời nên khó thành đại nghiệp, bụng mang chí lớn, nhưng lại chẳng thể làm được những điều mình muốn. Cuộc đời nghề này ba chìm bảy nổi, phiêu dạt khắp nơi, bốn ba vất vả, khổ cực trăm bề, nhưng chỉ đủ để lối sống bản thân, cũng bởi tiền bạc thiếu thốn, nên thường ốm đau. Bệnh tật, tuy là bệnh nhỏ, nhưng không được chữa trị kịp thời. Tới tuổi hoa niên, sức khỏe đã kém, không được khỏe mạnh, hưởng phúc tuổi già, trời sinh tài hoa, chỉ hận người tài, không gặp đúng thời cơ, chẳng được như bá nha, tao ngộ tử kỳ, nên tảng gốc rễ chẳng được bằng người, nên lập nghiệp khó khăn, sống ở đời nhiều điều khó đoán định. Người có công lao ắt được hưởng thái bình, ý chí vươn lên không ngừng nghỉ của bản bệnh có thể khiến số phận thay đổi được hưởng vận may. Sinh tháng 10 âm lịch. Sinh tháng 10 âm lịch, tức tiết lập đông, người tuổi Đinh Mùi này có số mệnh cực tốt, cuộc đời vinh hoa phú quý mấy ai bằng, tổ nghiệp không thể trông chờ, anh em thân thích chẳng giúp đỡ được nhiều, song bằng chính tài hoa của mình, bằng trí tuệ sáng tỏ hơn người, bản mệnh gây dựng được sự nghiệp trong tay, thêm quý nhân giúp đỡ, càng giống như hổ mọc thêm cánh, con đường vạn lộ rộng mở vô chừng, đạt được vị thế bao người tôn kính. Tuổi Đinh Mùi sinh tháng 10 âm lịch này là người ngay thẳng, trung thực, họ sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế. Đang trong cơn hoạn nạn, bạn bè khắp bốn phương đường nhân duyên của tuổi này cũng rất tốt. Vượng vận quý nhân phúc khí đủ đầy, đường vạn lộ rộng mở, bản mệnh có tài về đường văn chương, khiêm nhường, thanh cao, chẳng màng tới đua tranh cuộc đời, công danh, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, bổng lộc nhiều vô kể, được lộc trời cho hưởng phúc an lạc, hậu vận tốt đẹp. Sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trúng vào tiết đại tuyết, người tuổi Đinh Mùi sinh tháng này cả đời không phải lo chuyện cơm ăn, áo mặc, song sự nghiệp chẳng mấy thành công. Sinh vào tháng 11 âm lịch, trong năm, tuổi Đinh Mùi tổ nghiệp khó có thể dựa vào cha mẹ, anh em, không giúp đỡ được nhiều, cũng chẳng có nhiều bạn bè hay là quý nhân nâng đỡ, nên cả đời cho qua bình lặng, không có nhiều điểm vượt trội, tuy có chí lớn nhưng lại chẳng được như ý. Nỗ lực phấn đấu không ngừng nhưng lại chỉ có thể nghe theo ý trời, chẳng thể tự quyết định số phận của mình. Tài lộc trong đời không phải không có, thậm chí có phần sung túc, có của ăn, của để, nhưng vì sự nghiệp không được như ý. Tên tuổi Đinh Mùi, sinh tháng 11 âm lịch vẫn có phần không được thỏa mãn, bất đắc chí, tinh thần bị vây khốn, cảm thấy không thuận tâm, dù những người xung quanh cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, có điều số phận cũng không thể thay đổi được. Tu nhân tích đức chính là cách dễ dàng nhất để kẻ biên số phận, làm được điều này bản mệnh có thể đạt được những điều mình muốn. Sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trong năm, theo lịch vạn niên là tiết tiểu hàn, vận mệnh người tuổi Đinh Mùi. Sinh vào thời điểm này trong năm có nhiều điều đáng nói, tiền vận mọi sự khó khăn, sự cố gắng, nỗ lực rất nhiều nhưng khó giành được thành công, bởi có nhiều điều ngán trở phía trước, sóng gió đến không ngừng. Cuộc đời thăng trầm, bất định nhưng nhờ vào ý chí kiên định và tinh thần vượt khó, không bao giờ chịu lùi bước mà luôn luôn cố gắng tiến về phía trước, nên tới trung vận cuối cùng cũng sẽ rẽ mây thấy mặt trời, danh lợi song toàn, hậu vận phúc thọ đủ đầy. Chớ thấy khó khăn bùa vây mà đã vội lùi bước, đừng thấy tiền đồ u ám mà nản lòng, không muốn tiếp tục phấn đấu, bởi bạn không thể biết được những điều gì đang chờ đợi mình trước mắt. Người có lòng thì trời sẽ chẳng
phụ lòng. Những công sức bạn bỏ ra rồi sẽ được đền đáp đúng như mong muốn. Ngoài xem vận trình tử vi cuộc đời theo từng năm sinh, tháng sinh, thì ngày sinh của một người có thể tiết lộ cuộc đời của người đó. Nếu người tuổi Đinh Mùi sinh vào những ngày sinh Đại Cát thì cuộc đời gặp nhiều may mắn, không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc. Người tuổi Đinh Mùi sinh ngày mùng 1 âm lịch, vận trình nhấp nhô sóng gió, gặp nhiều trắc trở, thử thách nhưng ý chí kiên định, vững vàng, có lòng cầu tiến, bất chấp khó khăn vẫn bất khuất, dùng trí tuệ vượt trên tất cả, cố gắng đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Sinh ngày mùng 2, tuổi trẻ không tốt, khổ cực, vất vả, bại nhiều, thành ít, khó khăn chông gai, nhưng từ trung niên đổi vận, bắt đầu đạt được thành công và thuận lợi hơn hẳn. Sinh ngày mùng 3, cuộc đời nhiều phong ba, bão táp, tai họa nguy hiểm thấy rõ. Nếu không có tâm chính trực, làm việc ngay thẳng thì rất dễ thấy lao ngục, họa tủ tội dính líu tới pháp luật. Sinh ngày mùng 4, có sự nghiệp như ý, không mệt, không phiền, ung dung như gió mùa xuân. Nam cưới được hiền thê trợ giúp chồng làm giàu, nữ cưới được chồng giỏi giang, lo lắng cho vợ. Sinh ngày mùng 5, nửa mừng, nửa lo, nửa tốt, nửa xấu, tuổi nhỏ tốt hơn, thanh niên bắt đầu có phiền muộn. Trung niên khai vận tuy đã có khởi sắc nhưng sự nghiệp vẫn còn nhiều phen long đong, lận đận. Sinh ngày mùng 6, là một nhân tài, lòng cầu tiến mạnh mẽ, có hy vọng thành công và hậu phận tốt hơn là tiền vận. Sinh ngày mùng 7, tính cách ôn hòa, khoan dung, nhân duyên tốt, con đường xã giao cũng thoải mái tốt đẹp, gia vận hài hòa, một đời an lạc, đặc biệt là đường tài vận dồi dào, không cần phải lo nghĩ cái ăn, cái mặc. Sinh ngày mùng 8, có tính cách kiên cường, hành động theo cảm tính, lòng tự trọng cao, nữ mệnh và nam mệnh có số phận tương phản với giới tính của mình. Nam thì tính tình ôn nhu, hòa khí, nữ thì mạnh mẽ, phóng khoáng. Sinh ngày mùng 9, có trí lực bình thường, lòng cầu tiến không mạnh mẽ, ý chí kém, tham vọng nhỏ nhoi, thân thể không khỏe, nhất là thời trẻ thì rất tệ, nhưng hậu vận tốt hơn nên chăm chỉ rèn luyện, giữ gìn. Sinh ngày mùng 10, có trí lực xuất chúng, năng lực vượt trội, có khả năng tiếp thu nhanh, thích đọc sách và chắc chắn có đất dụng võ, có thể phát huy được khả năng, bản mệnh kiên trì, bền bỉ. Mọi việc đều như ý, thành công sẽ tới một đời. Sinh ngày 11, phóng khoáng, nghĩa hiệp và thấy chuyện bất bình sẽ giang tay tương trợ, lấy giúp người làm niềm vui, được mọi người tôn trọng và kính mến, quan hệ xã giao vui vẻ, hài hòa. Sinh ngày 12, có chi khí, có tài năng, là người mang mệnh lãnh đạo, dẫn dắt tập thể, từ trung niên bắt đầu phát vận, thăng chức, tăng lương, gia nghiệp, hưng vượng đạt tới đỉnh cao danh vọng. Sinh ngày 13, có tướng mạo đoan chính, tài năng xuất chúng, đạt được nhiều thành tựu xuất sắc, một đời vinh quang, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh, có thể thành nữ cử nhân. Sinh ngày 14, có thể hưởng phúc của ông bà, tổ tiên, thường xuyên gặp quý nhân giúp đỡ, một bước lên mây nhanh chóng thành công, đạt được tài lợi song toàn. Sinh ngày 15, vận trình hung cát, có vui có buồn, mệnh mang quan tinh và có quyền thế, nhưng gây thủ chút oán khắp nơi, chập trùng bất định, nhất định phải cẩn thận giữ mình. Sinh ngày 16, thông minh, lý trí, có sức phán đoán mạnh mẽ nhưng thái độ kiêu căng, ngạo mạn, không được lòng người khác, cuộc đời bình thường, ung dung, ít lo lắng, buồn phiền. Sinh ngày 17, có chiến lược xuất chúng, đức cao vọng trọng, nhiều người kính nể, tài năng ở mọi phương diện, cuộc đời danh lợi song toàn, thành công rạng rỡ, nữ giới tướng mạo đẹp đẽ, thích hưởng thụ, có xu hướng kết hôn vì tiền tài. Sinh ngày 18, có tính cách thâm sâu, khó lường, tuy rằng đa tài, đa nghệ, nhưng không tinh thông nên cuộc đời lên xuống thất thường, khó đoán định. Nữ mệnh hiền thục khá ôn hòa và muốn đời sống bình thản. Sinh ngày 19, có tính ham hư vinh, bên ngoài hào nhoáng nhưng không có nội hàm. Nữ mệnh, tính cách rộng rãi, phóng khoáng và thật thà hơn nam giới. Ngày 20 là một trong những ngày sinh tốt của người tuổi Đinh Mùi. Nam thì thông minh,
nữ thì hiền lành, lương thiện, có ý chí phấn đấu cầu tiến, lời nói, khí phách ân nghĩa rõ ràng, là người chính trực, quan hệ xã giao vô cùng tốt. Sinh ngày 21, tuy có tài năng học vấn nhưng lại không được trọng dụng, không có cơ hội thể hiện nên chỉ có thể bán trời trách đất, uổng phí tài hoa một đời. Sinh ngày 22, có vận trình gian nan, không cầu viện được, ai tự mình phấn đấu, chèo chống, vượt qua sóng gió, đại nạn qua đi, cát vận liền tới, đạt được thành công ngoài ý muốn. Sinh ngày 23, cuộc đời gian nan gặp nhiều khủng hoảng, trong đó có một lần đại nạn, nếu như có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này thì gặp dữ hóa lành, gặp nguy quá an, sóng yên biển lặng chung hưởng thái bình. Sinh ngày 24, được hưởng phúc ấm tổ tiên, gặp quý nhân nâng đỡ và đề bạt một bước lên mây đạt thành sự nghiệp, con đường hanh thông, thuận lợi hơn người khác. Sinh ngày 25, có tài hoa xuất chúng, là người khôn khéo, biết ứng xử, chí công vô tư, ngay thẳng, thật thà, ai ai cũng yêu mến và kính trọng. Sinh ngày 26, vận trình cát hung, họa phúc đan xen, có chìm, có nổi biến động bất ngờ, sự nghiệp thành công, những chuyện trong nhà rối ren gây phiền lòng, vợ chồng bất hòa và thường xuyên tranh chấp, cãi cọ. Sinh ngày 27, có mệnh đào hoa, một đời phong lưu, thích ăn chơi, cuộc sống phong phú, muôn màu, muôn vẻ, thích rượu ngon, sắc đẹp nên không chí thú làm ăn, tuy rằng không có món tiền lớn nhưng tiền nhỏ thì không thiếu, cơm no, áo ấm, không nghèo khó, túng thiếu. Sinh ngày 28, tinh lực dồi dào, túc trí đa mưu, làm việc quả quyết, cương nghị, có thể tự thân lập nghiệp, độc lập, tự chủ, một mình gây dựng cơ đồ con người, không ngại khó khăn, gian khổ, vững bước tiến lên can trường, dũng cảm. Sinh ngày 29, một đời hưng vượng, gia vận, dồi dào, tuổi trẻ mặc dù bình thường nhưng từ trung niên có thể thành nghiệp, có thành tựu dần dần trở thành đại phú hào. Sinh ngày 30, có thiên phú to lớn, vận mệnh cát tường, khó khăn không nản theo đuổi tài lợi, chấn hưng cơ nghiệp của gia đình và chèo chống cả gia tộc. Sau đây là diễn biến tử vi của người tuổi Đinh Mùi trong 5 năm tới, từ 57 tuổi. Khoảng thời gian này có nhiều tốt đẹp, kỵ đi xa hay làm ăn lớn, có hại. Ngoài ra, những năm khác thì bình thường, việc làm ăn có phần sung túc, tài lộc phát triển mạnh. Từ 58 tới 60 tuổi, số bạn có nhiều may mắn trong khoảng thời gian này nên cẩn thận về sức khỏe, tiền bạc đầy đủ. Con cái trong những năm này có đức làm nên danh phận. Từ 61 tới 62 tuổi, trong khoảng thời gian này vẫn gặp được nhiều điều tốt đẹp về nghề nghiệp cũng như về công danh. Tuy nhiên, nên cẩn thận về vấn đề tiền bạc trong những năm này, có thể bạn sẽ bị hao tài bất ngờ. Từ 63 đến 65 tuổi, đây là những năm mà bạn có thể nhìn lại quãng đời đã qua của mình, để hãnh diện với mọi người về những thành tích mà mình đạt được. Con cái của bạn trong những năm này đứa nào cũng đều khá giả hoặc nên danh phận cả rồi. Quý bản mệnh tuổi Đinh Mùi thân mến, nhiều người rất sợ trách nhiệm vì sợ mình làm sai sẽ bị trách mắng. Thậm chí có một số người làm từ thiện xong, bị chê về cách thức thực hiện thì vội tức giận và bảo đã thế tôi không làm nữa. Họ nghĩ rằng không làm gì thì khỏi phải lo lắng, rằng mình làm điều tốt hay điều xấu sẽ luôn là kẻ vô tội trong mọi tình huống. Nhưng thực ra nếu không làm điều tốt không khác gì làm điều xấu cả. Ví dụ, như thấy chết mà không cứu cũng là tiếp tay cho kẻ thù ác, hay bạn vô tình bị ngã vì hòn đá ngáng đường, nhưng cứ mặc nó ở đấy vì nghĩ rằng việc chẳng liên quan tới mình. Thế nhưng, chính thái độ thờ ơ đó mà hòn đá có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho những người tiếp theo, nghĩa là bạn đang vô tình làm điều xấu đấy thôi. Ai cũng có sẵn lòng tốt, nhưng cứ duy trì sự thờ ơ, lạnh lùng, mãi như thế, dần dần ta đã chôn vùi hơi ấm của mình sâu trong tim, rồi thành kẻ ác lúc nào không hay. Tương tự, những người chỉ biết nghĩ tới mình và nghĩ ai cũng chống lại, họ thường có xu hướng tự bọc mình trong tấm áo giáp của sự tàn nhẫn và tự đại. Do đó, đừng so đo việc ai đó đánh giá về ta có đủ tốt, đủ vô tư hay không. Hãy làm mọi thứ bằng cái tâm của mình mà kệ người đời phán xét. Nếu có những việc không ai nhờ cũng phải chủ động làm,
chủ động lên tiếng để giúp đỡ người khác. Hãy nhìn tấm gương của Đức Phật. Ngài luôn bắt chuyện với mọi người để giúp họ đương đầu với những đau khổ của mình. Ngài không đợi người khác bắt chuyện với mình trước, cũng không lo lắng về việc họ có thể nghĩ gì về mình. Ngài chú tâm tới mọi người một cách ấm cúng và thoải mái. Thưa quý vị, ở phần cuối chương trình, tử vi con số may mắn, xin mời quý vị hãy nán lại ít phút cùng con số may mắn lắng nghe lời Phật dạy về ân đức cha mẹ, để những bậc làm con hiểu và có phương pháp báo đáp ân đức sâu dày đối với song thân một cách thiết thực nhất. Có người từ nhỏ không chống đối, cãi lời cha mẹ. Cha mẹ có đánh có mắng cũng không hề cãi lại một câu. Bởi vì có lòng hiếu thuận như vậy nên người đó được làm quan lớn. Nhưng người đó lại chỉ vì cha mẹ có tiền lương hưu nên không muốn phụng dưỡng cha mẹ. Kết quả, ông người ta dù làm quan lớn nhưng cả đời không có bao nhiêu tài sản, còn chẳng bằng một người giàu có mở cửa tiệm buôn bán bình thường. Đức Phật Thích Ca nói, phụng dưỡng cha mẹ dù chỉ một chốc một lát cũng có thể nhận được phúc báo vô lượng. Ngược lại, cho dù chỉ phạm phải một vài chuyện không hiếu thuận cũng sẽ phạm lỗi không thể tha thứ. Một người hiếu thảo với cha mẹ, phúc báo của anh là ắt sẽ làm quan. Một người biết phụng dưỡng cha mẹ bằng tài sản của mình, khí tài ngày càng sung túc. Thời xưa, mỗi vị quan khi xuất hành đều được che ô dù, cha mẹ tựa như tán ô đó vậy, che chở cho viên quan ấy. Còn kẻ gian thần tham lam nham hiểm, nhiều thói xấu, lại không có lòng hiếu thuận, đường làm quan của kẻ đó sẽ sớm bị chặt đứt. Các triều đại đế vương thời xưa đều vô cùng hiếu thảo, cho nên thường dạy hướng đạo lý, chữ hiếu đứng đầu. Bởi vậy nên họ mới làm vua, làm quan lớn nhất, giàu có nhất. Lời Phật dạy về ân đức cha mẹ qua chữ hiếu trong Phật giáo. Trong cuốn Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán, Đức Phật đã dạy về ân đức cha mẹ rằng phúc báo của những người làm con biết phụng dưỡng cha mẹ là rất lớn. Đức Phật hỏi rằng tại sao ta phải chịu công ơn to lớn của cha mẹ? Đó là bởi vì cha là người đã cho ta giọt máu thành hình người, mẹ là người đã mang nặng đẻ đau ta 9 tháng 10 ngày, cho đến lúc ta cất tiếng khóc chào đời, sau đó lại hết lòng chăm bẵm, nuôi nấng yêu thương ta. Những ân tình đó đối với chúng ta sâu tựa biển, cao tựa núi kia. Nếu như bởi vì con cái không hiếu thuận, người làm cha mẹ dần sinh lòng trách móc, oán giận, thì đó chính là nhân khiến chúng ta bị đẩy xuống địa ngục hoặc chuyển kiếp thành ma quỷ súc sinh. Quả báo thường đến rất nhanh, cho dù có là Đức Phật, Kim Cang, Thiên Tiên đều không thể vãn hồi. Hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất. Nếu như có thể nghe theo lời cha mẹ, để cha mẹ vui lòng, như vậy sẽ nhận được sự che chở của chư vị thánh thần phúc lộc vô biên. Người như vậy được coi là người trời, hoặc là Bồ Tát chuyển thế tới để trả ơn cha mẹ. Đức Phật đã đưa ra tiêu chuẩn đối với một người con được coi là hiếu đạo thì phải hội tụ được cả hai mặt là sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là sự lo lắng, chăm nom, phụng dưỡng để cha mẹ không bị thiếu thốn về vật chất, luôn tôn trọng, kính lễ cha mẹ, không được khiến cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi lòng thiện tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chính đạo để cha mẹ hiểu rõ về thiện lành, thoát khỏi tạp niệm mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo. Nhờ vậy, cha mẹ được sống an lạc trong hiện tại và giải thoát trong tương lai. Nói cách khác, một đời sống hành thiện, tích sức là hiếu hạnh, phát tâm báo ân còn là những điều tà ác, không có đạo đức là bất hiếu. Và đây là lời Phật dạy về ân đức cha mẹ qua 10 công ơn của cha mẹ. Cha mẹ sinh ra ta có 10 công ơn như sau. Thứ nhất là ơn 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, từ lúc con mới chỉ là giọt máu rồi dần thành hình người mẹ đều hết sức che chở, như đất mẹ ôm con vào lòng. Khi con mới được 1 tháng trong thai, mẹ giống như hạt sương mong manh dính trên ngọn cỏ, sớm mới tụ động mà chưa đã tan, có lòng giữ được. Khi con được 2 tháng ở trong thai mẹ, hình như sữa đặc đã chắc điều gì đâu. Khi con được 3 tháng ở trong thai mẹ, như cục máu đông đặc đỏ ngầu, vô chi vô giác con nào biết chi. Khi con được 4 tháng trong thai mẹ, mới bắt đầu thành dạng thành người. Khi con được 5 tháng trong thai mẹ, con mới đủ 5 hình đủ chân tay đầu óc, con của mẹ.
Khi con được 6 tháng trong thai mẹ, 6 căn mới đủ, mắt tai mũi lưỡi thân hình và ý. Khi con được 7 tháng trong thai, mẹ mới sinh đầy đủ 360 đốt xương, cũng là 84.000 chân lông. Thứ hai, là ơn lúc gần sinh con ra đời, trải qua muôn vàn vất vả, nặng nhọc, cực khổ. Sắp đến ngày sinh nở, mẹ ngồi cũng mỏi, nằm cũng khó, đứng cũng đau. Mẹ sợ hãi, lo lắng khi sắp bước vào giây phút sinh tử cuộc đời. Khi con đến với bụng mẹ được 8 tháng, phủ tạng mới sinh, ý chí mới đủ, chín khiếu mới thông. Khi con đến tháng thứ 9 mới đủ hình người ngồi trong bụng mẹ. Lúc khát con uống nguyên khí, lúc đói con ăn cùng mẹ. Sinh tạng rủ xuống, thực tạng hướng lên. Thứ ba, là ơn sinh nở. Trải qua trăm khổ ngàn cực, cuối cùng mẹ đã đợi đến khi được trông thấy con. Thân thể mẹ mở toang, nước mắt và máu hòa đầy. Chờ đến khi nghe thấy tiếng con khóc, lòng mẹ mừng rỡ thay cũng lo lắng thay về tương lai. Vẹn tròn tới tháng thứ 10 đến ngày mẹ được nhìn thấy con. Nếu là con, hiếu chắp tay thu hình thuận lối mà ra để không đau lòng mẹ. Nếu là con bạc, dãy giụa vùng vẫy khiến lòng mẹ bút từng cơn, như cào như câu như ngàn mũi dao đâm vào gan ruột. Mẹ đau đớn vô cùng, nói sao cho tỏ. Sinh được con rồi, mừng lắm, vui lắm con ơi, yêu con của mẹ. Thứ 4, là ơn của đắng mẹ ăn, của ngọt dành cho con. Thương con mẹ chẳng tiếc chi, cay đắng mẹ ăn, ngọt bùi phần con. Yêu con mẹ nâng niu như vàng ngọc, âu yếm chẳng rời tay những mong con no. Con ấm, mẹ đói rách cũng vui. Thứ 5, là ơn suốt đêm chăm con. Vì con, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo để con, hai bầu sữa phòng khi con đói khát, hai tay này ủ ấm con khỏi gió sương. Thương con mẹ suốt đêm không ngủ, con say giấc nồng lòng mẹ mới được yên. Thứ 6, là ơn bú mớm nuôi nấng, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha mẹ thương con chẳng chê con xấu xí hay xinh đẹp, lành lặn hay quắp tay, quắp chân, sáng tỏ hay câm mồ điếc. Bởi vì là con rứt ruột đẻ ra, nên dù thế nào cũng yêu thương con. Thứ 7, là ơn dạy dỗ. Cha mẹ dạy con từ thuở lọt lòng, dạy con từ cách cầm đũa, cầm thìa để con tự làm ấm bụng mình, rồi dạy con cầm bút, nắn nót từng con chữ. Con lớn rồi lại dạy con đối nhân xử thế, làm người phải biết hành thiện tích đức, hàm ơn phải báo ơn. Cha mẹ không dạy con báo hiếu cha mẹ cụ thể ra sao, nhưng phận làm con phải tự nhớ lấy cần chi cha mẹ chỉ bảo, nghe lời Phật dạy về lòng hiếu thảo để thấy chúng ta đã hiểu sai như thế nào. Thứ 8, là ơn đi xa lòng mẹ thương nhớ. Con lớn rồi, có công việc, có lý tưởng, hoài bão riêng của con. Cha mẹ ở trốn xa nơi quê hương, chỉ biết ngóng trông theo bước con đi, cầu mong con được bình an, suốt đêm thương nhớ, sớm tối vấn vương. Thứ 9, là ơn sẵn sàng hy sinh vì con. Vì con mẹ bồng mẹ bế, nhường cơm xẻ áo, mẹ dù đói rách cũng vui. Chỉ mong con lớn tìm bạn hiền mà chơi, tìm người đức mà nên đôi nên lứa. Thứ 10, là ơn cha mẹ trọn đời thương con. Công cha và đức mẹ đấy con ơi, cao sâu tựa trời, cha mẹ già hơn trăm tuổi, đầu óc quên quên nhớ nhớ, vẫn thương con 80, đến khi nào nhắm mắt xuôi tay, lòng cha mẹ thương vẫn chẳng thôi. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung vận trình cuộc đời người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.